người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người nhà đất thổ cư cũng như nhà ở liền kề có cái diện tích trên sổ đỏ từ 30m² trở lên và có cái giá bán là chỉ từ 900 triệu đồng. Tất cả các dự án của bên em đều đã có sổ đỏ chính chủ, tách biệt riêng từng sổ cũng như là có đầy đủ giấy phép xây dựng, cấp phép, hồ sơ pháp lý. Bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì là hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một cái dự án mới của bên công ty em, vị trí là ở Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội mọi người ạ. Hiện tại em đang đứng trước vị trí của căn nhà ở đây. Đây ạ, vị trí của cái căn nhà này là ở Hà Trì, có cái diện tích là 37m² và có giá chào bán là 3 tỷ 300 triệu đồng. Được thiết xây dựng và thiết kế là 5 tầng. Hiện tại em đang đứng phía trước cửa của ngôi nhà đây. Đây, trước cửa của ngôi nhà đây, mặt tiền của ngôi nhà được ốp đá granite màu đen rất là đẹp và sang trọng. Cửa chính của ngôi nhà được làm bằng hai lớp. Lớp ngoài là lớp sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp bên trong là cửa kính. Đó. Tiếp theo em đang tiến vào phía phần trong của ngôi nhà mọi người ơi. Đây ạ, đây là phía tầng 1. Hiện tại em đang đứng là tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thì được thiết kế là gồm một nhà vệ sinh và một phòng bếp. Mọi người có thể quan sát thấy phòng 1 của ngôi nhà rất là rộng. Đây, phòng bếp của ngôi nhà, gian bếp của ngôi nhà được thiết kế theo cái tông màu trắng cũng như là tông màu nâu rất là sáng, lịch sự và tinh tế. Ở đây đã có đầy đủ cái hệ thống, bên em đã lắp đặt đầy đủ hệ thống sen vòi thiết bị, bồn rửa bát cũng như là chậu rửa bát, tất cả đều là làm bằng inox 304, hàng nhập khẩu nên mọi người có thể yên tâm. Toàn bộ hệ thống đèn led của bên em đều được lắp đặt đầy đủ cũng như là trần thạch cao trang trí cho căn nhà này rất là trang nhã và hiện đại. Tiếp tới mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà nhé. Đây, phía tầng 2 của ngôi nhà đây ạ. Tầng 2 của ngôi nhà được trang trí rất là rộng rãi. Cái tầng 2 này ở đây được thiết kế cái thác lửng theo một cái hình thức là thác lửng vừa hiện đại vừa cổ điển, tạo một không gian sống cho ngôi nhà rất là thoải mái. Mọi người trong gia đình có thể ngồi tụ tập ở đây rất là đông đủ. Đó. Cái tầng 2 của ngôi nhà này là cũng có cửa mở ra ngoài và có ban công hướng ra ngoài rất là thoáng. Hướng nhà hướng đông nam cho nên rất là mát. Đây là phía hướng ra ban công của ngôi nhà nha mọi người. Tiếp tới mọi người mời mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây ạ, phòng vệ sinh của tầng 2 đây. Đầy đủ hệ thống thiết bị bồn cầu, lavabo, sen vòi tắm cũng như là bình nóng lạnh. Bên em đã được lắp đặt rất là đầy đủ và chi tiết. Ở đây là phòng ngủ của cái tầng 3 này. Tầng 3 này có hai phòng ngủ. Tất cả trong phòng ngủ ở đây đều được có mở cửa rất là thoáng, lấy ánh sáng cũng như là không khí vào trong cái ngôi nhà này. Đây là một căn phòng ngủ các bạn. Này, cửa sổ đây. Đó. Tiếp tới mời mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà. Toàn bộ cái hệ thống cửa thông phòng của bên em là đều làm bằng chất liệu là gỗ linoleum rất là chắc chắn, tay vịn cầu thang cũng thế. Cái bậc cầu thang, bậc cổ đều làm bằng đá granite loại 1 màu đen rất là sang trọng. Cái tầng 4 của ngôi nhà cũng bao gồm giống như tầng 3, hai phòng ngủ nó y như tầng 3, thiết kế như thế và cũng đầy đủ
hệ thống thiết bị vệ sinh, một phòng vệ sinh nhá. Tiếp tới em mời mọi người lên tầng 5. Tầng 5 của ngôi nhà đây. Vì căn nhà này đang đi vào hoàn thiện nốt một số cái vấn đề nữa, cho nên là nhà này chưa dọn dẹp được. Đây ạ. Xin mời mọi người thấy tầng 5 của ngôi nhà đây. Tầng 5 đây là phòng thờ mọi người nhé. Rất là rộng, thoáng. Phía đây là ban công cũng như là sân phơi. Sân phơi của ngôi nhà đây. Đó, sân phơi của ngôi nhà đây rất là rộng. Sân phơi của ngôi nhà có diện tích rất là rộng. Em nhắc lại một lần nữa nha mọi người ơi, căn nhà này là 37m², hướng nhà là hướng đông nam và có giá chào bán là 3 tỷ 300 triệu đồng. Vị trí là ở Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội. Mọi người có thể muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em, nếu như thấy hay thì bấm like kênh cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin, nhiều video ở với nhiều khu vực nhà nữa. Em xin hãy cảm ơn.